xin chào quý vị khán giả đã đến với việc di Chú hôm nay là ngày 21 tháng 12 năm 2020 thì đã có lịch uh, xử lý lịch visa của MBC mà các bạn coi xem cái clip trước của việc di à, uh, trong clip này thì uh, vũ xin cập nhật một cái tin vui về cái gói cứu trợ lần 2 mặc dù cái gói cứu trợ lần 2 này là một gói cứu trợ nhỏ uh, đưa ra là có tổng số uh, cái gói cứu trợ này là 900 uh, 900 triệu uh, Mỹ kim uh, được uh, lưỡng đảng uh, là À, đại diện cho phe à, cho phe dân chủ và à, là à, quản lý bên thiểu số là ông Schumer và ông lãnh đạo phe đa số đảng cộng hòa là ông McConnell đã à, có được cái cái thỏa thuận đồng ý với nhau là sẽ đưa ra cái gói cứu trợ này hôm nay sẽ được à, à, thỏa thuận giữa hai, hai 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 đảng và là quốc hội đồng ý và sẽ đưa ra tổng thống à, Donald Trump ký vào chắc là trước Tết để à, trước Tết à, ngày 1 tháng 1 năm 2021 để ký à, gói cứu trợ này đối với người dân Mỹ đang chịu ảnh hưởng rất là nặng của Covid-19. Ngoài cái đợt cứu trợ tháng thứ nhất thì đến nay cũng đã gần cũng đã gần đến sáu à, 6 tháng rồi mà người dân Mỹ à, chưa nhận được à, gói cứu trợ lần hai mặc dù gói gói cứu trợ lần hai này đã được đã được à, lưỡng đảng đàm phán tới lui à, bao nhiêu lần nhưng vẫn chưa ra cái cái lột cuối cùng à, cho dẫn à, dẫn đến cái cái gói cuối trợ này sẽ có sau cái cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11 thì cái à, cái nội dung chính của cái gói cuối trợ nhỏ này chín à, trăm triệu mỹ kim thì cũng sẽ được cung cấp à, một người à, một cá nhân làm income dưới 75.000 thì sẽ được nhận một cái check là 6, 600 600 Mỹ Kim. Nếu mà hai vợ chồng khai thế chung mà dưới 150.000 thì sẽ được là 1.200. Một đứa trẻ phụ thuộc dưới 17 tuổi sẽ được thay 600 Như vậy là một gia đình bốn người sẽ được là 2.400. Đặc biệt trong cái gói cuối trò, trong cái thỏa thuận này, thì sẽ được những người mà công dân Hoa Kỳ kết hôn với một người nước ngoài mà chưa có số Social Security Number tức là số an à, à, sinh xã hội mà là sẽ không được như các bạn đã biết nếu mà những bạn à, à, trong tình trạng là mình là công dân Hoa Kỳ mà mình kết hôn với à, công dân Việt Nam à, chưa có bảo lãnh qua đây và cũng chưa có số Social Number thì các bạn cũng không nhận được cái góp à, tiền hỗ trợ 1 của của đợt thứ nhất như vậy là cũng rất là thiệt thòi đối với những cái bạn này à, Cho nên à, cái, trong cái khói thỏa thuận này sẽ retroactive lại, sẽ nhận lại cái, những người à, mà công dân Hoa Kỳ kết hôn với người nước ngoài mà chưa có social số, số, số number sẽ được nhận lại cái, cái, cái số tiền đó Ngoài ra thì theo uh, theo uh, cái con số của báo Fox News thì sau cái Christmas thì khoảng có 12 triệu người mất việc làm ảnh hưởng rất là cao đến đối uh, à, tình hình kinh tế cũng như là con việc làm của người dân Mỹ cho nên cái gói cứu trợ này sẽ cung cấp thêm 300 đô la Mỹ mỗi tuần cho người dân Hoa Kỳ mà mất việc làm mới bắt làm mà kéo dài đến 16 tháng và bắt đầu được áp dụng vào ngày 26 tháng 12 à, ngoài ra thì cái gói cứu trợ những cái à, cái hỗ trợ khác của gói cứu trợ 900 tỷ Mỹ kim này thì gồm có à uh, 925 tỷ đô la để uh, đô để đô la cho những cái người mà uh, cho cái uh, rental uh, assistant có nghĩa là những người thuê nhà mà gặp khó khăn trong cái việc trả tiền bill thuê nhà thì um, trong cái gói này có thể hỗ trợ cho những người đó và nếu mà cần các bạn tìm thêm thông tin của những cái địa ba là khi cái gói cho cứu trợ này thông qua để nhận được uh, sự giúp đỡ trong cái gói cứu trợ này. Ngoài ra thì có 82 tỷ Mỹ kim sẽ được uh, cung cấp cho trường học và cái trường uh, đại học và college. Uh, ngoài ra nữa là 10 tỷ đô la cho việc chăm sóc uh, trẻ em, uh, trẻ em dưới 18 tuổi là những dịch vụ như là uh, uh, food uh, food stamp chẳng hạn rồi quyết cho tham thêm tin tiền tiền đấy là một trong những cái tin vui vào đầu tuần và hôm nay ngày thứ hai ngày 21 tháng 12 năm 2020 um, chắc chắn cái gói cứu trợ này sẽ thông qua và được Tổng thống Donald Trump ký trước Tết để hỗ trợ bằng nào cho người dân Mỹ chịu ảnh hưởng của COVID-19 và đặc biệt là bây giờ người dân Mỹ và uh, đã có cái uh, cái vaccine thì uh, cái vaccine đợt này thì chủ yếu sẽ phục vụ cho những người làm trong heo, khe quốc những uh, uh, frontline worker, những uh, bác sĩ y tá là những người tiêu uh, chuẩn hàng đầu được cái chích vaccine này và uh, những cái đợt hai khi mà cái số lượng vaccine được sản xuất nhiều hơn thì uh, có thể là từ tháng 1 là người dân Mỹ sẽ Uh, sẽ bắt đầu được chích vắc uh, vaccine để phòng ngừa covid 19 đó là những tin tốt lành của vào ngày thứ hai ngày 21 tháng 12 năm 2020 cảm ơn các bạn đã theo dõi các bạn đừng nhớ nhấn uh, subscribe để uh, ủng hộ cho vị trí chú nhé cảm ơn các bạn